Champions League đã chính thức quay trở lại với loạt trận mở màn đầy hấp dẫn. Và vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình đến sân Allianz Arena để theo dõi trận cầu đáng chú ý giữa Bayern Munich và Manchester United. Quỷ đỏ tiến vào hang hùm, lành ít dữ nhiều, tuy nhiên vẫn sẽ có những cơ hội và điểm nóng trên sân có thể định đoạt cả trận đấu này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những vị trí có thể sẽ là tâm điểm trong trận đấu sắp tới nhé. Bayern Munich từ lâu đã là một đội bóng nổi tiếng với việc chẳng hề nương tay với những đối thủ của mình. Nếu có cơ hội, họ sẽ luôn tìm cách để mang về một chiến thắng đậm đà nhất. Đó là điều mà những cổng viên Man United đang lo lắng vào lúc này. Họ lo hàng thủ đội nhà sẽ chẳng thể ngăn cản được sức tấn công từ những chân sút của Bayern. Mặc dù đang tạm đứng ở vị trí thứ hai tại Bundesliga, nhưng điều đó cũng chưa nói lên quá nhiều điều. Đặc biệt khi mà bộ ba Leroy Sané, Harry Kane và Serge Gnabry vẫn đang thi đấu đầy hiệu quả. Đặc biệt phải kể đến trung phong người Anh. Kane từng được Manchester United theo đuổi trong mùa hè vừa qua, nhưng vì nhiều lý do, gã khổng lồ nước Đức mới là bến đỗ mới của tiền đạo này. Không cần mất quá nhiều thời gian, Kane nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp với việc ghi 4 bàn thắng sau 4 vòng đấu mở màn. Và anh cũng chính là trung tâm trong những đợt tấn công hùm xám. Vì vậy, nếu muốn hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà thì nên bắt đầu bằng việc phong tỏa Harry Kane. Ten Hag từng nói vào tháng 4 trước cuộc tiếp đón Spurs của United với Harry Kane như sau: "Chúng tôi có một kế hoạch dành cho Kane trong trận đấu tại sân nhà. Bạn phải phòng thủ như một đội. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh. Đừng để cậu ấy tham gia vào những tình huống có thể ảnh hưởng lớn đến trận đấu." Ý tưởng của Ten Hag đã phần nào đạt được hiệu quả khi đội trưởng đội tuyển Anh đã không thể ghi bàn trong trận đấu đó. Mặc dù vậy, tình hình hiện tại lại khác rất nhiều. Harry Kane chẳng còn ở Tottenham Hotspur nữa và nhân sự cũng như phong độ của các học trò Ten Hag cũng chẳng còn được như ở mùa giải năm ngoái. Ở hàng thủ thì những cái tên như Raphael Varane, Luke Shaw, Tarek Malacia đều đang gặp vấn đề, và mới đây nhất là trường hợp của Aaron Wan-Bissaka cũng đã được xác định sẽ phải ngồi ngoài một thời gian sau khi vắng mặt trong trận đấu với Brighton. Sau trận thua trước Brighton, nội bộ đội bóng đến từ thành Manchester đã có những lục đục. Theo truyền thông Anh, Lisandro Martinez và Victor Lindelof bày tỏ sự không hài lòng và tranh cãi với cách thức phòng ngự trong trận đấu. Đó là trận đấu mà bộ đôi này đã không cho thấy được sự liên kết và bọc lót đủ tốt. Vì vậy, có thể thấy về mặt nhân sự hay cả phong độ, hàng thủ của Manchester United lúc này có cảm giác đang rất mỏng manh so với sức tấn công như vũ bão bên phía đội chủ nhà. Việc theo kèm một mình Harry Kane đã chẳng phải là điều dễ dàng khi anh liên tục tìm cách di chuyển rộng để hỗ trợ đồng đội. Nhưng ở một thời điểm nhạy cảm nào đó, cựu sao của Spurs lại thình lình xuất hiện trong vòng cấm rồi dứt điểm. Nếu Martinez và Lindelof vẫn không thể tìm thấy tiếng nói chung và vẫn chơi thiếu sự ăn ý thì đó sẽ là cơ hội cho đội trưởng đội tuyển Anh trong vòng cấm của Manchester United. Hai vệ tinh xung quanh Kane là Sané và Gnabry cũng có thể là một mối nguy to lớn với khung thành của Andre Onana. Gnabry chưa để lại quá nhiều ấn tượng sau 4 vòng đấu, nhưng đối tác phía đối diện của anh là Sané đã có được 3 bàn. Thiếu vắng Wan-Bissaka sẽ mang đến nỗi lo lớn cho hàng thủ của Man United, đặc biệt là bên phía hành lang cánh phải. Dalot chưa bao giờ được đánh giá quá cao về khả năng phòng thủ, vì vậy đối mặt với Gnabry hay cả Alphonso Davies đầy tốc độ băng lên từ tuyến dưới sẽ mang đến không ít khó khăn dành cho anh. Sergio Reguilon cũng sẽ chẳng dễ dàng gì khi đối mặt với anh là một Sané đang có được phong độ cao mùa giải này. Làm sao để ngăn chặn được mũi đinh ba đáng sợ bên phía Bayern Munich sẽ là bài toán đau đầu mà Ten Hag cần phải giải nếu không muốn nhận thêm một kết quả đáng thất vọng. Một điểm nóng khác cũng rất đáng chú ý trong trận đấu sắp tới, đó chính là ở khu vực giữa sân. Và một câu hỏi được đặt ra tiếp theo là Ten Hag sẽ sử dụng sơ đồ gì? Tiếp tục là 4-4-2 hay sẽ quay trở lại với khối 4-2-3-1 quen thuộc? Điều này sẽ có ảnh hưởng khá nhiều đến cục diện trên sân và đặc biệt là nơi trung tuyến. Trận đấu trước với Brighton, 4-4-2 đã được Ten Hag thử nghiệm do thuyền trưởng người Hà Lan thiếu nhân sự ở vị trí chạy cánh. Nó mang đến 20 phút đầu khá khởi sắc dành cho Quỷ Đỏ, nhưng sau đó nhanh chóng đã bị bộc lộ những điểm yếu. Chủ yếu là do hàng tiền vệ của Man United chưa quen với cách vận hành như vậy nên vẫn chưa có đủ sự linh hoạt. Bên cạnh màn tranh cãi của Martinez và Lindelof sau trận đấu với Brighton, thì truyền thông Anh cũng tiết lộ rằng đội trưởng Bruno Fernandes đã to tiếng với Scott McTominay khi anh không hài lòng với màn trình diễn của tiền vệ người Scotland. 4-4-2 yêu cầu nhiều sự linh hoạt của các tiền vệ và họ cũng cần đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Điều đó có lẽ không phù hợp với Man United vào lúc này khi những cầu thủ chơi giữa sân của họ đang có nhiều vấn đề. Vì vậy, Ten Hag có thể sẽ trở lại sơ đồ 4-2-3-1 trước Bayern. Với 4-2-3-1, bộ ba quen thuộc Casemiro, Christian Eriksen và Bruno Fernandes sẽ nhiều khả năng được trở lại đội hình xuất phát. Dẫu cho họ không còn giữ được phong độ ấn tượng như mùa giải năm ngoái, thế nhưng đây vẫn là sự lựa chọn mang đến sự yên tâm hơn bởi kinh nghiệm và đẳng cấp đã được chứng minh.
Nhiệm vụ quan trọng của bộ ba này sẽ là duy trì tính kiểm soát càng nhiều càng tốt, qua đó giảm thiểu tối đa nhiệm vụ phòng ngự, bởi tấn công dường như đang là điểm mạnh nhất của đội chủ nhà, trong khi hàng thủ của United không có được sự ổn định. Ngoài ra, Sofyan Amrabat cũng đang rất hào hứng để có màn ra mắt chính thức cho đội bóng. Mason Mount nếu hoàn toàn bình phục cũng sẽ là phương án giúp Ten Hag thực hiện lối chơi đa dạng hơn. Bên phía đối diện, Bayern lại đang không có được đội hình mạnh nhất sau khi Kimmich rời sân ở phút thứ 60 trong trận đấu với Bayer Leverkusen vừa qua. Chưa biết được liệu Kimmich có thể quay trở lại trong cuộc chạm trán với United hay không. Nhưng nếu tiền vệ người Đức không thể ra sân thì ta có thể thấy Konrad Leimer bắt đầu vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Goretzka sẽ hỗ trợ cho Müller hoặc tài năng trẻ Musiala. Musiala cũng đã có được những giây phút nghỉ ngơi quý giá và đang rất sẵn sàng để quay trở lại và tỏa sáng. Mặc dù chưa chính thức bước vào trận đấu nhưng bộ ba Sané, Kane, Gnabry cùng với Müller hay là Musiala đã đem đến những áp lực nhất định cho hàng thủ của Manchester United. Vậy ở phía bên kia sân, Ten Hag sẽ hy vọng vào điều gì để giúp ông hạ gục gã khổng lồ nước Đức? Đương nhiên, hai cái tên được kỳ vọng nhiều nhất là Rashford và Højlund. Tân binh đến từ Bắc Âu dù chưa thể ghi bàn ra mắt nhưng đã có khởi đầu đáng khích lệ tại Manchester United. Ở Højlund, anh có thể chất tuyệt vời, khả năng di chuyển, đánh hơi bàn thắng tốt và là mối đe dọa thật sự trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, Rashford, cầu thủ nhiều khả năng xuất hiện bên cánh trái quen thuộc, lại đang không có được trạng thái tốt nhất. Chắc có lẽ đã quen với việc phải gồng gánh hàng công ở Man United mùa giải trước, mà Rashford đang có dấu hiệu chơi khá cá nhân. Anh sẽ cần phải cải thiện điểm này để phối hợp cùng với Højlund để tạo thành bộ vuốt sắc nhọn cho Quỷ Đỏ. Với tình hình nhân sự hiện tại thì Bruno Fernandes, Facundo Pellistri hoặc nhiều khả năng là Alexandro Garnacho sẽ được đá chính bên phía cánh phải. Biết đâu, đây sẽ lại là nơi mang đến sự bất ngờ. Bên phía đối diện, các báo cáo gần đây đã tuyên bố rằng Tuchel đang yêu cầu Matthijs de Ligt cần cố gắng hơn để nhận thức được chiến thuật trên sân. Vì vậy, Dayot Upamecano và Kim Min-jae có thể là hai trung vệ của Hùm Xám trong trận đấu tới. Hai bên hành lang cánh sẽ có thể là Alphonso Davies cùng với Nuzay Mazraoui. Đó sẽ là những thử thách không nhỏ mà các chân sút của Man United phải vượt qua nếu muốn tìm đường đến khung thành của Bayern Munich. Chưa kể đến còn có hai pivot luôn sẵn sàng lui xuống để bọc lót cho hàng thủ. Man United sẽ phải tìm cách hạn chế, tránh đối đầu trực tiếp với điểm mạnh của đối thủ rồi từ đó chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, Bayern có dễ dàng để cho điều đó xảy ra không lại làm câu chuyện khác. Hãy cùng chờ đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên, ta mới biết được chính xác đâu là đội bóng đã khai thác những điểm nóng một cách tốt hơn.